Rời Khánh Hòa, hành trình của chuyến xe mê ly tiếp tục truy tầm thêm một món đặc sản xứ biển khá tiêu biểu của miền Trung. Con đèo cả hiểm trở là một trong cung đường ven biển ngoạn mục nhất nối liền hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh Phú Yên đang nắm giữ món ẩm thực khá độc đáo từ đại dương. Xứ Nẩu Phú Yên có rất nhiều cảnh đẹp như vịnh Vũng Rô nước xanh biên biếc, như gành đá đĩa, kỳ quan đá thiên tạo và như một đầm ô loan thắng cảnh quốc gia. Không chỉ nổi tiếng sở hữu về các cảnh quan tươi đẹp, người Phú Yên còn rất giỏi về nghề biển. Tiêu biểu nhất là nghề đánh bắt cá ngừ đại dương. Thưa quý vị và các bạn, nghề câu cá ngừ đại dương có cái nôi ngay tại thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên. Vào những năm 90 của thế kỷ trước thì các ngư dân của cảng cá phường 6 thành phố Tuy Hòa đã học được nghề câu cá ngừ đại dương từ các tàu câu nước ngoài và từ đó phát triển thành một nghề biển có thu nhập khá là cao cho tất cả các vùng lân cận. Và ở thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên cũng là nơi mà các nghệ nhân ẩm thực đã có những cái biến tấu, những cái sáng tạo trong cách chế biến món ăn và tạo ra những món vô cùng độc đáo liên quan đến con cá ngừ đại dương, và trong đó phải kể đến đó chính là món lẩu đèn pha hay còn gọi là lẩu mắt cá ngừ đại dương. Ngày hôm nay thì mời tất cả quý vị khán giả cùng với chúng tôi khám phá món ăn đặc sản của vùng đất Phú Yên nha. Dạ, em là Hải Triều ạ. Anh là Thoại, chào em. Em có liên lạc với anh rồi thì ngày hôm nay là nhờ anh Thoại sẽ hướng dẫn cho Hải Triều đi tham quan một vòng thành phố Tuy Hòa cũng như là làm những cái món đặc sản liên quan tới cá ngừ đại dương nha. Rồi, anh sẵn lòng thôi. Và bây giờ anh sẽ dắt em đi tham quan cái cảng cá phường 6 của ngư dân ở đây đánh bắt và tập kết cá về nơi đó. Rồi dạ. Anh em mình cùng nhau đi. Ngay từ sáng sớm, cảng cá phường 6 thành phố Tuy Hòa đã tấp nập đón những đoàn tàu trĩu nặng niềm vui đi về từ những vùng biển xa. Những con cá ngừ đại dương đen trũi, loại cá ngừ được bà con ngư dân gọi là cá bò gù này, là loại hải sản xuất khẩu rất có giá trị kinh tế và cũng là loại nguyên liệu khá cao cấp cho các món đặc sản của Phú Yên. Do vẫn còn đánh bắt theo cách câu truyền thống nên cá ngừ đại dương do ngư dân Phú Yên đánh bắt có chất lượng thịt hơn hẳn so với các vùng biển khác như Bình Định, Khánh Hòa. Để mà mình làm được cái một món lẩu đèn pha đúng điệu á, thì mình phải cần những cái nguyên liệu gì anh? Có một số nguyên liệu để ăn kèm với lẩu đèn pha, đó là rau. Và bây giờ Thoại sẽ dắt Hải Triều mình qua một cái làng rau. Làng rau ở đây gọi là làng nghề trồng rau, để mình chọn những loại rau ngon và tốt nhất để cho cái món lẩu đèn pha của mình. Chúng tôi theo chân anh Thoại đi đến làng rau Ngọc Lãng thuộc xã Bình Lộc, thành phố Tuy Hòa, ngay bên cạnh dòng sông Ba. Làng nghề trồng rau khá nổi tiếng này chuyên cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn của Phú Yên. Hả chú ơi, anh đã dẫn em đến nơi mà có cái loại rau mình đang tìm rồi. Mình muốn tìm. Đây là rau gì vậy anh? Đây là rau tía tô nè. Ngoài rau tía tô thì mình rồi còn rau gì nữa anh? Bên cạnh đó mình còn cần một ít rau thơm để tạo cho cái món ăn của mình nó phong phú và nó hấp dẫn hơn. Dạ. Ớt nên là một trong những thành phần nguyên liệu mà cũng không thể thiếu được trong cái món ăn của mình sắp dưỡng ra nè Tiều ơi. Đây là ớt xiêm xanh. Dạ. Chắc là đặc trưng của Phú Yên mình hả? Nó cũng là một trong những thành phần đặc trưng của Phú Yên mình đó. Dạ. Nghe có mùi thơm thơm mà nghe có vẻ cay cay rồi đó. Dạ, cái này thì mình để làm gì trong món ăn của mình anh? Có những vị khách thì họ thích lắm. Họ cầm nguyên trái này họ cắn họ ăn luôn. Dạ. Thơm và ngon lắm. Dạ. Rồi, chắc là lát mình cũng sẽ mua một ít ớt này ha. Rồi, dạ. Rồi. Thưa quý vị và các bạn, món lẩu mắt cá ngừ đại dương với biệt danh là lẩu đèn pha là đặc sản với khách sạn Ca Gia ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Và bên cạnh Hải Triều đó chính là đầu bếp Công Thoại. Và ngày hôm nay thì anh Công Thoại sẽ cùng với chúng ta thực hiện món đặc sản của đất Phú Yên, đó chính là lẩu đèn pha cũng như là những món ăn khác liên quan đến cá ngừ đại dương. Lời đầu tiên Thoại muốn nói là cảm ơn Hải Triều đã về miền đất Phú Yên này. Sau đây anh sẽ giới thiệu với em một cái món này gọi là món lẩu đèn pha, hay còn gọi là mắt cá ngừ đại dương tìm thuốc bắc. Đó. Trước tiên là mình sẽ sơ chế cái mắt cá ngừ. Thì em đập giùm anh củ sả đi. mình bỏ vô cái nồi nước dùng này. À, nồi nước dùng. Sẽ nó có tác dụng là mình làm khử bớt cái mùi tanh của cái cá này đi. Dạ. Bên cạnh đó thì anh sẽ cho thêm một ít gừng. Dạ. Gừng này gừng sắc chỉ. Dạ. Đó, mình khử nó. Cho thêm vô là một ít rượu ha. Dạ. Mình có rượu trắng nè. Ừ. Đó, mình cho vào rượu. À, như vậy là cái nước này là chưa phải cái nước dùng chính. Nước này chưa phải là nước dùng chính. Ồ. Đó, nước nó đã sôi thì mình cho cái mắt cá ngừ này vô. Dạ. Đó, cho mắt cá ngừ này vô. Khi nước sôi luộc tầm độ trong khoảng thời gian là 20 phút. Ở đây tại sao người ta gọi là lẩu cá ngừ đèn pha? Tại vì con mắt con cá ngừ này nó nhìn thấy được rất là xa. Nó nhìn thấy tầm độ khoảng từ 300 đến 400 mét và nó săn đuổi con mồi đó. Cái món lẩu đèn pha này ở đất Phú Yên của mình là chắc cũng có lâu rồi hả? Trước đây á, cá được đánh bắt thì người ta chỉ lấy được cái phần thịt thôi. Yeah. Rồi những cái phần này thì cung cấp cho những cái chỗ nhỏ lẻ hoặc là người dân, người bạn đi biển đó. Yeah. Thì họ đem về nhà họ dùng. Và họ dùng sau đó là họ dần dần mày mò ra là có tên gọi hôm nay, đó là mắt cá ngừ đèn pha. Trong khi mình chờ đợi cái mắt nó chín tới, mình sơ chế những cái nguyên liệu đi kèm với nó. Dạ. Thơm quá rồi, hành hành của mình đã thơm rồi. Dạ. Thì tiếp đó mình cho thêm là cái cà chua này. Dạ. Đó, tạo thêm cái độ ngọt. Wow. Sau đó là phần thơm. Và bên cạnh đó là mình thêm cái hành tây qua. Cái nước dùng của nó được ngon á thì mình tao cái này nó lâu lên, nó hơi lâu lâu một tí đó, để cho cái độ ngọt ở trong những cái thơm cà chua hành tây thì nó chỉ hòa quyện vào trong cái nước. Dạ. Rồi, anh thấy cá ngừ này cũng đã chín rồi. Vậy mình vớt nó ra ha. Dạ. Giờ mình vớt cái mắt cá ngừ này ra. Dạ. Rồi. Đó, hãy chịu đỡ nha các bạn. Đây là nước dừa xiêm mình chở ra, mình lấy cái nước rồi mình cho vô đây. Dạ. Và những cái nguyên liệu mà nãy giờ mình tao á, giờ mình cho vô này luôn. Dạ. Rồi tiếp theo là mình cho cái nguyên liệu thuốc bắc để mình kết hợp với cái món mắt cá ngừ này. Này thì Kỳ Tử nãy anh cũng đã nói với em rồi. Dạ. Cái này là táo tàu. Dạ. Rồi mình cho luôn phần hồi sơn này vào luôn. Chờ cho cái nước này ra, gọi là nước tìm á. Dạ. Nước tìm cho cái lẩu đèn pha đó. Ăn với lẩu đèn pha thì mình dùng cái rau ghém. Quý vị thân mến, đây là tí tô mà ngày hôm qua Hải Triều với lại anh Thoại cũng đã đến một cái làng trồng rau sạch ở Tuy Hòa, Phú Yên để mà lựa ra những cái loại rau nhìn rất là tươi, và những cái làng rau ở Tuy Hòa, Phú Yên khi mà họ trồng thủ công như vậy rồi thì cũng đảm bảo an toàn cho người sử dụng nữa. Và tiếp theo công đoạn thứ hai là Hải Triều sắc rau giùm anh nha. Dạ. Ồ, Hải Triều sắc hay quá ha. Hay ha. Em chỉ sắc theo quán tính thôi. Còn anh em mình chuẩn bị đã xong, nhưng không thể thiếu một cái phần cực kỳ hấp dẫn nữa. Dạ, đó là gì anh? Anh sẽ bật mí với Hải Triều luôn ha. Dạ. Đặc biệt cái món ăn cá ngừ này thì nó có cái độ tanh hơi cao. Dạ. Cho nên luôn luôn phải giữ cho nó ăn trong vấn đề khi nóng. Đó, cho nên mình phải cho thêm cồn. Wow, để đảm bảo được món ăn mình luôn nóng. Lửa vào trực trong tiếp cái dĩa này luôn. Rồi, đúng rồi. Có một cái sáng tạo mà chúng ta cũng thấy rất là thú vị phải không ạ? Hải Triều đốt lửa cho anh ha. Dạ. Rồi đây. Rồi, mình sẽ làm cho món ăn mình luôn luôn nóng và hấp dẫn ha. Nghe cái tiếng ụt rồi nhìn cái ánh lửa bập bùng xung quanh như vậy rất là đã mắt. Wow. Em cho Hải Triều nha. Lòng quá. Dạ, anh cho em xin một chén. Dạ. Này. Đó, mình ăn gì? Dạ. Mình ăn gì nó mới ngon. Đây. Dạ. Hải Triều thưởng thức và cảm nhận giùm anh ha. Dạ. lần đầu tiên được thưởng thức lẩu đèn pha, và cái vị nó rất là lạ, dường như là cái mùi của các loại thuốc bắc, các vị thuốc bắc nó quyện vào trong cái mùi thơm của cái mắt con cá ngừ như vậy. Mình ăn kèm với rau vô. Dạ, đây. Trước khi vào ghi hình đó thì Hải Triều cũng đã cố gắng là không ăn bất cứ thứ gì cả, để ngày hôm nay được thưởng thức trọn vẹn tất cả những cái hương vị của con cá ngừ đại dương. Đặc biệt là Hải Triều đang rất là mong chờ vào món là lẩu đèn pha. Tại vì là đã đến đất Phú Yên rồi thì chúng ta phải thưởng thức qua món lẩu đèn pha này, bởi vì nó mang đậm tính chất vùng miền của Phú Yên nè. Bên cạnh đó, khi mà chúng ta theo dõi quá trình chế biến á, thì chúng ta cũng đã biết được những cái sáng tạo, những cái biến tấu của các đầu bếp để làm sao từ những cái món mà dung dị, dân dã của vùng đất Phú Yên có thể là đến được với tất cả những thực khách ở khắp mọi miền đất nước. Như vậy thì món ăn của chúng ta ngày càng lan tỏa hơn cả. Nói không ngoa khi mà thiên nhiên đã ban tặng cho Phú Yên những bờ biển rất là đẹp, những cái kỳ quan, những cái thắng cảnh khi mà chúng ta đến đây không thể bỏ qua được. Và bên cạnh đó là một nguồn hải sản rất là dồi dào, và cá ngừ đại dương là một trong số đó. Hãy đến Tuy Hòa, Phú Yên và chúng ta cùng nhau ngắm cảnh, cùng nhau thưởng thức món lẩu cá ngừ đại dương để cùng biết thêm những cái nét truyền thống, những cái nét văn hóa và đặc biệt là ẩm thực rất đặc sắc của xứ Nậu Phú Yên. Xin được cảm ơn anh Thoại rất là nhiều đã giúp Hải Triều có thể cảm nhận và có thể trải nghiệm được những cái món ăn rất là đặc biệt của vùng đất Phú Yên này.